huynh. Chủ đề của bài 3 đó là bộ phận trên cơ thể người, body parts. Hôm nay em sẽ giới thiệu qua về các từ mới liên quan đến bộ phận cơ thể người. Thứ nhất là khuôn mặt, face. Bộ phận tiếp theo là đôi mắt, eyes. Đôi tai, ears. Bố mẹ nhớ phải thêm dừ cuối câu nha. Ngón tay, fingers. Những cái gì mà có nhiều, có hai trở lên mình thêm s vào cuối câu nhé, fingers. Nose, cái mũi, nose. Đây là đến đôi chân, legs. Đôi bàn tay, hands. Và cuối cùng là cánh tay, arms. Cái từ này bố mẹ cong lưỡi lên, arms. Những bộ phận nào mà có hai phần hoặc là nhiều phần trở lên thì bố mẹ sẽ thêm s vào cuối của cái từ đó. Ví dụ như là cánh tay, mình có hai cánh tay thì cái chữ arm, một cánh tay thì mình sẽ nói là one arm, nhưng mà hai cánh tay mình phải biến đổi cái cách đọc đi là two arms. One arm, two arms. Tương tự như thế, một tay mình đọc là one hand, nhưng mà hai tay là two hands. Hai chân, một chân thì mình đọc là leg. Hai chân thì là legs. Bố mẹ sẽ làm tương tự với những cái bộ phận khác nhé. Liên quan đến các bộ phận thì có mỗi câu là giới thiệu đây là bộ phận gì của tôi. Thì em sẽ chia ra như thế này, bố mẹ để ý nhá. Khi mà mình giới thiệu ấy, đây là cái gì, thì mình sẽ, ngày xưa mình đã học là this is, phải không ạ? This is my gì đó. Nhưng mà bây giờ từ hai bộ phận trở lên thì nó lại có cách đọc khác, mà một thì nó lại có cách đọc khác. Mình sẽ chia ra nhé, chia ra làm hai loại câu. Thứ nhất là câu dành cho một người, một vật. Ví dụ trên gương mặt của em này, em có một mặt này, có một mũi này, một miệng này, thì em sẽ dùng câu này. Nhưng nếu như mà có hai bộ phận giống nhau, ví dụ mắt này, tai này, những ngón tay này, bàn tay này, cánh tay này, thì mình lại phải dùng xuống câu 2. Một người một vật là This is my nose. This is my face. Từ hai người, hai vật trở lên thì mình sẽ dùng these are my gì đó. Nó sẽ có sự khác biệt nha bố mẹ. Khác biệt đầu tiên là một người một vật này, this. Hai người trở lên này, hai người hai vật trở lên là these. Một thì là is, hai trở lên thì là are. Một ấy, thì mình không thêm s vào cái từ chỉ bộ phận, nhưng mà hai trở lên thì mình sẽ thêm s vào và mình sẽ đọc là these are my eyes. Bố mẹ có thể thay eyes bằng legs chẳng hạn. Mình sẽ chọn trên hay dưới ạ? Legs có hai chân, từ hai trở lên mình sẽ chọn cái câu dưới nhé. These are my legs. Nose, mình chỉ có một cái mũi thôi, thì mình sẽ chọn
câu trên. Mình sẽ đọc câu là This is my nose. Đó. Fingers. Nhiều ngón tay thì mình sẽ chọn câu dưới. Mình sẽ không nói câu trên đâu. Câu trên chỉ đúng một vậy. Duy nhất thôi. These are my fingers. Đây là những ngón tay của tôi. These are my fingers. Ví dụ đối với tai, mình cũng chọn câu dưới. These are my ears. These are my ears. Đối với khuôn mặt thì sao? Một người chỉ có một khuôn mặt thôi không ạ? Mình sẽ chọn câu trên. This is my face. This is my face. Đó là cách bố mẹ phân biệt nhé, giữa một hay là nhiều bộ phận. Tiếp theo là chúng ta sẽ học đến phần từ vựng. Từ vựng ở trong bảng chữ cái thì chúng ta đã học được 8 từ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ học 4 từ tiếp theo trong bảng chữ cái. Bố mẹ cần đọc nha. I và cái âm của từ I này là i i i i i i. Ink. Lọ mực ạ, mình có ví dụ lọ mực. Ink. Ink. Đứng đầu nó là chữ I á. Tiếp theo là đến chữ J. 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 Cái âm của chữ J đó là J J J J J J. Jam. 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 Lọ mứt. Chữ cái tiếp theo đó là chữ K. 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 Âm của chữ K đó là K K K. Kite. 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 Đây là một từ quen thuộc rồi. Các con đã được học ở buổi trước rồi. Và cái câu này là L. 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 Âm của nó là L L L L L L. Lion. 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 Con sư tử. Chúng ta cùng đọc lại các chữ cái này nhá. Cái thứ hết là I. J. K. Và chữ cái cuối cùng là L. Bố mẹ nhớ nha. Đó là bài của bài số 3. Xin chào và hẹn gặp lại bố mẹ ở những video lần sau ạ.